tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Nghị định số 69/2017 ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng, căn cứ Thông tư số 21/2020 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất và Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, quyết định điều 1 tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 62 tập thể và 54 cá nhân. Thì trong đó có tập thể Hội Chữ Thập Đỏ Trường Nguyễn Thị Thuật chúng ta đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ Trường học giai đoạn 2016-2021. Điều 2. Kèm theo bằng khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ do các cơ sở giáo dục có tên trong danh sách ghi tại điều 1 chi trả. Rất mong là trong thời gian tới thì bằng cái sự nỗ lực sẵn có, bằng cái tinh thần nhiệt huyết của mình thì công tác Chữ Thập Đỏ của trường mình sẽ càng ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Xin chúc sức khỏe các chị.